Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Queen X xấu cho mình chèn chân mới cứng cùng có cái diện mạo đầy mê mặt. Cái chiếc Queen X ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn tuy không được trang bị nhiều cái món đồ chơi hàng hiệu, nhưng em ấy còn rất là đáng tiền khi chúng ta biết cách phối đồ. Mình thích nhất chiếc xe này nằm ở chỗ người chủ rất tinh tế khi trang bị thêm cái công tắc mở đèn mà Honda đã bỏ đi. Công tắc này thật sự rất hữu dụng lúc đi vào những con hẻm nhỏ. Phục vụ nhu cầu hàng ngày thì xe còn được gắn thêm cái bạc gạc titan và cái móc treo đồ sạc sở. Cái kiến chế hậu của chiếc xe được chế lại cái phần chân kiến có thể xây và chụp vào cái mặt đồng hồ cũng rất tiện lợi, gọn gàng. Khi vào những cái bãi gửi xe đồng đúng có thể gặp lại để đảo vương víu. Yếu tố tạo ra cái sự cứng cách dành chừng được nhấn mạnh bằng cái mâm của Raceboy 6 cây. Heo trắng trước theo ấn tượng Nissin là một trong những sản phẩm heo đồ chơi có cái màu đỏ giống như cái giày trước, tạo ra sự tổng thể đồng nhất. Cổ bộ nguyên bản được thay mới bằng cái cục inox sáng bóng, hơn nữa còn hạn chế cái sự reset ở cổ bộ. Tay giắt sau được người chủ ưu ái khi ốp carbon khiến cái chi tiết này trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Các cây phục sim được thay thế hoàn toàn bằng cây phục Raceboy bình dầu rời, thiết kế dành riêng cho cái chiếc Queen X. Hiệu năng nhúng nhảy cây phục này cũng rất ổn định. Hơn nữa, có thể điều chỉnh để phù hợp hơn nhu cầu từ người chủ. Chủ nhân rất là kỹ tính khi trang bị cái miếng cây phục để hạn chế là bụi bẩn làm hư ti. Và đây là toàn cảnh cái chiếc Queen X. Tuy ít đồ chơi nhưng trang bị của nó đều rất hài hòa và hữu dụng. Quay 150 trở thành siêu phẩm với cái dàn đồ chơi cực đỉnh. Với một cái tên gọi quen thuộc là Future 2 ở Việt Nam, cái dòng xe này được biết đến hiện nay với mức giá thành rẻ nhưng động cơ rất êm ái mạnh mẽ và được đánh giá là cực kỳ châu bò. Không chỉ được tin tưởng trong nhu cầu là hàng ngày mà dòng xe này được hướng tới với những bản đồ kỹ cực kỳ chất. Thì sổ chứng minh cái trọng lượng phụ tùng cũng đa dạng, cho vài kiếm vài triệu thôi cho tính là vài trăm triệu. Trang bị trên mình đầu tiên muốn nhắc đến chính là cái cụm tăng tốc Domino 2GB nằm trên để cố gắng hành trình với ga chiếc xe tăng tốc nhanh hơn. Tiếp đến là cái cụm Brembo Costa AZ19. Đây là phiên bản khá thông dụng hiện nay bởi mức trần của nó ở mức bình ổn, dễ chơi, lên xe cũng rất đẹp, phù hợp cho nhiều cái mẫu xe và những dòng heo dầu khác nhau. Trang bị trên mình một cái trợ lực Holding kẹp sườn hành trình 110mm đi cùng với hai mẫu bất chỉnh nặng nhẹ, cho phép tăng khả năng kiểm soát phần đầu một cách tốt hơn, không bị sợ lắc khi chạy độ cao. Sản phẩm này là một trong những sản phẩm cực kỳ cần thiết trên những mẫu xe đua và những chiếc phân khối lớn. Nhìn xuống dàn chân, ta thấy ngay dây dầu heo được bấm cách dầu CNC xanh đỏ, kết nối vào con heo dầu Fando, kết nối vào heo Rambo lục lớn 2 mét xứng đi cùng đĩa thắng đồ chơi, tạo nên một cốt combo cực kỳ đỉnh, đầy giá trị cho chiếc xe hôm nay. Hệ thống chơi sau thương hiệu đến từ Holin bình dầu rời, cái tên quá nổi quen thuộc mà bất kỳ ai mời xe bánh cũng biết. Không những đây là món đồ chơi, chúng ta phải có đủ kinh tế để sử dụng em ấy. Và bên cạnh đó thì các chân sau cũng được khoai kiểu góc cạnh hơn cùng với viền ốc kỳ nằm tạo chút điểm nhấn. Cái phần cản sau được làm bằng đinh titan tạo thêm cái chút màu sắc vô cùng nổi bật. Món đồ chơi này nhìn đơn giản như thế thôi nhưng lại cực kỳ đắt tiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến ngày hôm nay, tiếp nhớ like và subscribe.